Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 9 tháng 9, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bắt khẩn cấp khám xét nơi làm việc của ông Bùi Viết Minh Quân, 41 tuổi, phó tránh án Tòa án Nhân dân huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi nhận hối lộ theo khoản 1 Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Theo nguồn tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, ông Quân bị bắt về tội nhận hối lộ liên quan một vụ án đã được xét xử khi ông còn làm thẩm phán tại Tòa án Nhân dân huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Thời điểm năm 2019, ông Quân là thẩm phán, phó tránh án Tòa án Nhân dân huyện Iapa. Trong quá trình giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, ông đã nhận hối lộ 70 triệu đồng từ đương sự. Sau khi nhận tiền, ông Quân đổi ý và trả lại số tiền trên. Tuy nhiên, quá trình phạm tội trên đã bị đương sự ghi lại bằng chứng và gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu xử lý. Theo Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, để không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Tòa án Nhân dân huyện Đắc Đoa, cơ quan này sẽ chỉ đạo tránh án Tòa án Nhân dân huyện Đắc Đoa phân công nhân sự để giải quyết các công việc. Việc kiện thuộc trách nhiệm của thẩm phán quân. Chiều mùng 8 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Vũ Ngọc, tức Ngọc Say, sinh năm 1960, Chú tại P109, số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Trang Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội về hành vi gây dối trật tự công cộng. Theo kết quả điều tra, liên tiếp trong các ngày 25, 28 tháng 6 năm 2023, 27, 28 tháng 8 năm 2023 và ngày mùng 9 tháng 9 năm 2023, Lê Vũ Ngọc cùng với một số đối tượng tự xưng là thương binh sử dụng xe ba bánh tập trung tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Sen địa chỉ số 49 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Với mục đích gây sức ép để đòi nợ bà Phạm Thị Hòa, sinh năm 1985, chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Sen, do bà Hòa vay nợ của nhiều người, thông qua hình thức vay vốn đầu tư nâng cấp cơ sở chăm sóc sức khỏe Sen tài thu. Trong tất cả các lần, riêng ngày 9 tháng 9 năm 2023, các đối tượng đã sử dụng 32 xe ba bánh để chặn lối ra vào cổng số 3 của bệnh viện châm cứu trung ương là lối đi chung vào trung tâm chăm sóc sức khỏe hương sen. Tại đây, các đối tượng ngồi, nằm tại khu vực lối đi, gây cản trở việc ra vào của nhân viên và bệnh nhân. Ngoài ra, nhóm người này còn có hành vi chửi bới, nói to, gây lo sợ cho nhân viên và bệnh nhân đang khám chữa và chăm sóc sức khỏe tại công ty. Khi lực lượng chức năng phối hợp nhân viên bảo vệ tiến hành di chuyển xe ba bánh, đối tượng không chấp hành mà còn gọi cho nhóm người đang đứng ở ngoài cổng vào vị trí Ngọc đang ngồi, tiếp tục chặn đường, gây sức ép. Chưa dừng lại, đối tượng nằm ra đường, chắn ngang lối đi, không cho bất kỳ phương tiện nào di chuyển qua, thách thức. Khi có xe cứu thương chở bệnh nhân đi cấp cứu, đối tượng cùng nhóm người trên vẫn cố tình cản trở, buộc lực lượng chức năng phải can thiệp, hỗ trợ thì xe cứu thương mới có thể di chuyển. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quốc Việt sinh năm 1994 ở Quảng Trị về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, công ty GoTech do Việt và vợ là Nguyễn Thị Thu Hát thành lập, ngành nghề kinh doanh lắp đặt camera giám sát. Công ty của vợ chồng Việt là đối tác làm ăn lâu năm với công ty cổ phần Vũ Hoàng. Hai công ty đã nhiều lần ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa và thanh toán tiền hàng đầy đủ đúng hạn, không phát sinh mâu thuẫn tranh chấp. Khoảng tháng 5 năm 2023 do kinh doanh bất động sản bị thua lỗ, cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, lợi dụng uy tín làm ăn giữa hai công ty, Việt đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tác. Ngày 19 và 21 tháng 6 năm 2023, Nguyễn Quốc Việt đã dùng thủ đoạn gian dối để công ty cổ phần Vũ Hoàng Tiên Tưởng bán cho bị can 1.200 camera giám sát có tổng giá trị là hơn 522 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Việt không trả tiền cho đối tác mà chiếm đoạt số camera giám sát nói trên đem bán cho hai đối tác khác với giá hơn 454 triệu đồng để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Sau khi công ty cổ phần Vũ Hoàng nhiều lần đòi tiền, Việt đã chuyển khoản 100 triệu đồng. Cơ quan điều tra còn làm rõ, dù không có camera để bán, nhưng Việt đã đưa ra thông tin gian dối với anh Phan Văn Công và Phan Văn Giới rằng bị can có lô hàng 690 chiếc camera giám sát giá tốt. Việt yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc trước 80% tiền hàng. Sau khi nhận cọc số tiền hơn 234 triệu đồng của hai vị khách, Việt đã chiếm đoạt số tiền trên và chi tiêu hết. Cáo trạng xác định bị can Nguyễn Quốc Việt đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 triệu đồng đã khắc phục 100 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra Việt khai, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, mất khả năng trả nợ, bị các chủ nợ tìm uy hiếp nên Việt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các bị hại số tiền chiếm đoạt được, Việt đã trả nợ cho các chủ nợ không quen biết ngoài xã hội. Trước khi bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc như trên, vào ngày 21 tháng 5 năm 2024, tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng xử phạt Việt mức án 3 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản và 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, với ngành nghề kinh doanh lắp đặt camera giám sát, công ty của vợ chồng Việt có trụ sở tại Thanh Khê thành phố Đà Nẵng. Cuối năm 2022, Việt được giao lắp 6 camera an ninh kèm theo đầu ghi tại nhà chị Hát ở Đà Nẵng. Quá trình lắp đặt, Việt vừa cài đặt tài khoản camera cho chị Hát, vừa cài đặt tài khoản camera vào điện thoại của mình để quản lý. Thời điểm tháng 9 năm 2023, Việt vay nợ nhiều người và mất khả năng trả nợ. Đối tượng này sinh ý định đăng nhập vào các tài khoản camera đã lắp đặt trước đó cho khách để tìm hình ảnh clip nhạy cảm của khách rồi nhắn tin đe dọa tống tiền khách hàng. Việt truy cập vào tài khoản ghi lại clip nhạy cảm của chị Hát, lưu lại trong điện thoại rồi gọi điện cho chị Hát thông báo cho nạn nhân biết mình đang giữ hai clip nhạy cảm của chị. Nguyễn Quốc Việt yêu cầu chị Hát phải chuyển 130 triệu đồng thì mới xóa clip nhạy cảm nói trên. Chị Hát thương lượng giảm giá xuống còn 110 triệu đồng và được Việt chấp nhận. Sau đó chị đã đến công an trình báo sự việc. Ngoài ra còn có người bị hại ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã gửi đơn tố Việt lừa đảo chiếm đoạt 4 chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max trị giá hơn 45 triệu đồng và 11 điện thoại iPhone các loại trị giá hơn 50 triệu đồng cùng 40 triệu đồng tiền mặt. Liên quan đến các vụ tống tiền bằng clip nhạy cảm, sáng ngày 9 tháng 9, thông tin từ Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng có hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần người yêu cũ để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị tạm giữ là Lê Viết Hoàng Hiếu, sinh năm 2001, chú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc. Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, năm 2016, giữa chị NTN sinh năm 2000 và Hiếu từng có quan hệ yêu đương. Trong thời gian yêu nhau, Hiếu quay lại clip nhạy cảm giữa hai người. Một thời gian sau đó, Hiếu và chị N chia tay. Thời gian gần đây, Hiếu dùng tài khoản Facebook cá nhân nhắn tin cho chị N, đe dọa sẽ tung clip nhạy cảm mà đối tượng đã quay cho mọi người xem. Chị N lo sợ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình nên xin thương lượng gửi tiền cho Hiếu để xóa clip và được đối tượng này đồng ý chị N đã hẹn gặp Hiếu và đưa 10 triệu đồng cho người yêu cũ. Sau khi đưa tiền, chị N lo sợ Hiếu tiếp tục dùng clip nhạy cảm để đe dọa nên làm đơn tố cáo gửi đến công an huyện Phú Lộc. Tại cơ quan công an, Hiếu đã thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tống đặt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Mai Đức Hùng, sinh năm 1960, trú tại phường Trường Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, về tội giả mạo trong công tác theo quy định tại khoản 2, điều 359 Bộ luật hình sự. Bị can Mai Đức Hùng phạm tội khi còn làm giám định viên, phó giám đốc Trung tâm giám định pháp y tỉnh Sơn La. Quyết định và lệnh bắt được vụ 6 Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Trước đó, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm giám định pháp y tỉnh Sơn La. Theo cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, căn cứ tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh nguồn tin về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp xảy ra tại Tòa án Nhân dân huyện Yên Châu, Sơn La. Có cơ sở xác định, Giám định viên Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Sơn La có hành vi sửa bản kết luận giám định số 110 từ suy tim độ 2 thành suy tim độ 3 và làm giả bản kết luận giám định số 104 đối với Đỗ Văn Trường để Tòa án Nhân dân huyện Mộc Châu, Sơn La ra quyết định hoãn thi hành án hình sự hai lần cho Đỗ Văn Trường vào năm 2013-2014 và ra quyết định đặc xá vào năm 2015. Ngày 8 tháng 9, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, đoàn 2 thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cho biết, đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Con Tùm triệt phá thành công đường dây mua bán người nhằm mục đích bóc lột sức lao động. Theo đó, qua đơn tố giác của một nạn nhân trốn ra được, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, lực lượng đấu tranh chuyên án đã đồng loạt kiểm tra 6 địa điểm tại thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên và thị xã Hoài Nhơn của tỉnh Bình Định và 6 quán karaoke. Lực lượng chức năng đã giả soát, sàng lọc và xác định có 7 công dân nữ dưới 16 tuổi bị ép buộc lao động. Lực lượng đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, gồm Lê Ngọc Linh, sinh năm 1998, Trương Minh Vũ, sinh năm 1988, cùng ở huyện An Lão của tỉnh Bình Định. Lê Đức Dũng sinh năm 2002, Bùi Đức Tín sinh năm 2004, Nguyễn Thành Nhật sinh năm 1995 cùng ở thị xã Hoài Nhơn của tỉnh Bình Định và Huỳnh Ngọc Anh sinh năm 1992 ở Đông Hòa của tỉnh Phú Yên. Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người dưới 16 tuổi. Bàn giao hồ sơ đối tượng cho công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật. Hầu hết các nạn nhân được giải cứu đều là những bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên, là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, có nhu cầu việc làm nên bị lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc. Theo đại tá Lê Thiết Hùng, đoàn trưởng đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, do sự việc xảy ra ở nhiều địa bàn nên việc xác minh điều tra cũng gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, chuyên án có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương. Đại tá Hùng cho biết, đây là một chuyên án về mua bán người trong nước đầu tiên mà lực lượng biên phòng triệt phá. Khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, ảnh hưởng của mưa lũ, cầu phòng Châu tại tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục sau vụ sập cầu. Thủ tướng Chính phủ cử Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước cùng lãnh đạo các bộ quốc phòng, công an, Giao thông vận tải, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến ngay hiện trường để phối hợp với Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo kiểm tra, triển khai ngay công tác khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu. Tập trung công tác cứu hộ cứu nạn đối với những nạn nhân vụ sập cầu. Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường sập cầu Phong Châu, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước yêu cầu tỉnh Phú Thọ báo cáo sơ bộ thiệt hại từ vụ sập cầu. Theo báo cáo sơ bộ, có 10 ô tô, hai xe máy và 13 người bị cuốn trôi, trong đó 4 người được cứu sống. Những nạn nhân còn lại đang mất tích, đang xác định nạn nhân từ nguồn tin nhân dân. Ông Phước nói, đây là con số dự kiến còn chưa chính xác. Theo ông Phước, thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo thực hiện khắc phục thiệt hại, trong đó giao quân đội, công an chủ trì cùng bộ giao thông vận tải và huyện xem xét tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn người bị nạn, cứu chữa cho những người bị nạn được tìm thấy, đưa vào cấp cứu. Đồng thời, tiến hành chốt chặn hai đầu, không cho lưu thông, đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng với đó, tính toán phương án làm cầu phao tại đây để đảm bảo lưu thông và không cho phương tiện thủy lưu thông. Ông Phước cho biết thêm sẽ có biện pháp để xây dựng cầu mới. Theo Phó Thủ tướng, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp như dùng camera để soi, chiếu, tìm kiếm xung quanh bờ. Khi nước rút, các thợ lặn, phương tiện sẽ ra soát, tìm kiếm các nạn nhân nhanh nhất. Về khó khăn lớn nhất hiện nay, theo ông Phước, chính là nước dâng lớn và chảy xiết rất mạnh nên ảnh hưởng công tác cứu hộ. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đang cùng các lực lượng chức năng của địa phương họp để nghe báo cáo tình hình ban đầu và có chỉ đạo phương án cứu hộ cứu nạn, khắc phục nhanh nhất thiệt hại về người và tài sản. Cuộc họp diễn ra ngay cạnh cầu Phong Châu. Tuy nhiên, phía tỉnh Phú Thọ báo cáo giải pháp cứu hộ đang gặp khó khăn do nước xiết không thể đưa người, phương tiện cứu hộ xuống sông. Cũng theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đây là tuyến lưu thông huyết mạch nên cần phải sửa chữa khôi phục ngay. Tỉnh đề nghị dùng quỹ dự phòng khẩn cấp để triển khai làm mới cầu, nhưng Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ phải thực hiện việc này trong một năm. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 9, do ảnh hưởng của mưa báo, tại thôn Phìn Trải 2, xã A à Lô, huyện Bát Sát, xảy ra vụ sạt lở đất, vùi lấp vào 4 hộ gia đình tại thôn Phìn Trải 2. Ngay sau khi phát hiện vụ sạt lở đất, Ủy ban nhân dân xã A Lù đã chỉ đạo thôn khẩn trương hỗ trợ người dân. Địa phương đã huy động gần 300 người tham gia công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở, di rời các hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở. Vụ sạt lở khiến 7 người tử vong, gồm Thảo A Vinh, sinh năm 1988, Sùng Thị Pia, sinh năm 1989, Vàng Thị Sì, sinh năm 1977, Sùng Thị Linh Phượng, sinh năm 2021, Sùng A Tùa, sinh năm 2019, Sùng Thị Lì, sinh năm 2010, Sùng A Cấu, sinh năm 1958. Tất cả các nạn nhân đều ở thôn Phin Trải 2, xã A Lù, huyện Bát Sát. Đến thời điểm hiện tại, những người còn lại 12 người thuộc 4 hộ bị đất đá sạt lở vào nhà và toàn bộ người dân thôn Phin Trải 2 đã được các lực lượng đưa đến tranh trú tại nhà văn hóa thôn. Lãnh đạo huyện Bát Sát cho biết hiện tình hình rất khó khăn do trời vẫn đang mưa to, đất đang tiếp tục sạt, đào bới đất lại sạt xuống, các mũi tăng cường không thể lên hiện trường. Trước đó, cũng liên quan tình trạng sạt lở tại Lào Cai, khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 9, tại khu vực thôn Hòa Sử Bán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, mưa lớn gây sạt lở từ núi cao tràn xuống khu vực khu dân cư, ruộng và suối Mường Hoa làm 6 người chết, 9 người bị thương. Lúc 10 giờ 40 phút sáng nay ngày 9 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đơn vị mới nhận được thông tin cầu Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ bị sập. Theo thông tin ban đầu, vụ sập cầu khiến nhiều xe máy ô tô bị rơi xuống sông. Ngay sau vụ việc, một số người dân di chuyển qua cầu thất thần kể lại giây phút thoát chết trong gang tấc. Bà Thiều Thị Hòa, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi đi qua cầu được mấy chục mét, cây cầu sụp đổ khiến nhiều người di chuyển bị rơi xuống sông, cuốn vào dòng nước. Bà Hòa nói, sáng nay tôi sang Lâm Thao đi chợ, vừa đi qua tôi nghe tiếng ầm ầm, quay lại thì thấy cầu sập. Có xe máy, xe tải, xe ô tô con, tất cả rơi xuống và nhanh chóng bị cuốn trôi. Nước sông chảy quá to cuồn cuộn. Lúc ấy quá sợ hãi nên tôi dừng xe ngồi bệt xuống lề đường vì thoát chết trong gang tấc. Tôi không nhớ chính xác nhưng lúc ấy là khoảng 9 giờ 30 phút. Giờ tôi cũng không trợ búa gì nữa tìm đường mà về nhà, tổ tiên phù hộ tôi qua kiếp nạn. Nhiều người dân cũng đi trên cầu Phong Châu sáng nay và may mắn thoát chết trong gang tấc. Giờ chân tay vẫn còn buồn rùn vì quá sợ hãi. Anh Lưu Trung Sơn, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông cũng cho biết anh ngồi uống nước ở đầu cầu thì thấy tiếng ầm ầm. Sau khi mọi người hô hoán, thì thấy cầu sập. Anh sơn bàng hoàng nói: Tôi không nhớ cầu này xây dựng từ năm bao nhiêu. Tôi làm nghề lái taxi nên ngày nào cũng di chuyển qua đây. Nhìn cảnh này tôi quá sợ hãi vì tôi định sang thành phố Việt Trì đón khách. Nhưng chần chừ nán lại bên đầu cầu vài phút để tranh thủ uống cốc nước. Không biết đi sớm thì mình có nằm trong số những người xấu số rơi xuống sông không? Là một trong những người đi qua cầu gần như cuối cùng trước thời điểm cầu sập. Anh DT nhà ở Tam Nông cho biết, anh xuất phát từ Tam Nông đi qua cầu Phong Châu lúc 9 giờ 49 phút. Chỉ vài phút sau, anh nghe tin cầu Phong Châu bị sập. Những hình ảnh từ camera hành trình xe anh T ghi lại cũng gần như là thời khắc cuối cùng trước khi cầu Phong Châu bị sập. DT nói: "Em vừa đi qua cầu Phong Châu một lúc thì nghe tin cầu sập, đến giờ em vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngày nào em cũng đi qua cầu Phong Châu, hôm nay chỉ chậm một chút nữa thì có thể em đã gặp chuyện xấu." lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ cho biết, các lực lượng chức năng đang thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn sau khi cầu Phong Châu bị sập. Theo lãnh đạo huyện, hiện chưa xác định được thiệt hại về người và tài sản. Do nước chảy xiết, lực lượng chức năng đang có các biện pháp khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ, thời điểm sập cầu Phong Châu tỉnh Phú Thọ, nhiều khả năng cao người và phương tiện gặp nạn khi đang lưu thông. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã huy động hàng trăm người đến hiện trường tìm kiếm cứu hộ nhiều người dân khóc tìm người thân có thể bị rơi xuống sông khi sập cầu Phong Châu tỉnh Phú Thọ tại hiện trường người dân đứng ở hai bên đầu cầu một phần khung sắt của nhịp cầu bị cuốn trôi hiện vẫn ở gần vị trí cầu Phong Châu qua trao đổi thông tin ông Ngô Đức Sáu phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ cho biết cầu Phong Châu sập trong điều kiện thời tiết phức tạp nước sông dâng cao phạm vi sập là một phần hai cầu phía bên huyện Tam Nông lực lượng chức năng huyện Lâm Thao và công an tỉnh Phú Thọ đã phong tỏa cầu, điều tra nguyên nhân. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, chiều và tối mùng 8 tháng 9, lũ trên sông Thao hay còn gọi là sông Hồng, đoạn qua thành phố Yên Bái tiếp tục lên nhanh. Mực nước lúc 0 giờ ngày mùng 9 tháng 9 là 33,38 m trên mức báo động 3 là 1,38 m Nước sông Hồng trên báo động 3 tràn bờ gây ngập nhiều tuyến phố của thành phố Yên Bái và vẫn tiếp tục dâng cao trong khi mưa không hớt. Toàn bộ đường Thanh Niên và Trần Hưng Đạo thuộc phường Hồng Hà ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Người và phương tiện không thể di chuyển. Nước ngập vào nhà các hộ gia đình từ 0,5 mét đến trên 1 mét. Đường Thanh Niên phải cắt điện lưới để đảm bảo an toàn. Tuyến đường này có gần 700 hộ dân bị nước sông Hồng tràn vào nhà, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Ngay trong đêm, hơn 500 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, túc trực 24 trên 24, nỗ lực hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc đến nơi cao và di rời người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Tại các vùng bị chia cắt, lực lượng công an bố trí cán bộ 24 trên 24 giờ làm nhiệm vụ cảnh giới, không cho người dân đi qua để đảm bảo an toàn. Theo dự báo, khả năng nước sông Thao sẽ lên thêm ít nhất 1 mét, ở mức 34 mét, trên mức báo động 3 là 2 mét, mức cực kỳ nguy hiểm, sau giao động ở mức cao nguy cơ toàn bộ các hộ dọc đường thanh niên, các đường nhánh, khu vực trung tổ dân phố Hồng Yên, Hồng Nam ngày mùng 9 tháng 9 sẽ ngập sâu trong nước. Trong khi đó tại thành phố Thái Nguyên, mực nước sông cầu dâng cao gây ngập úng nhiều khu vực, người dân phải di rời trong đêm đi tránh lũ. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Thái Nguyên, mực nước tại trạm thủy văn Gia Bảy lúc 0 giờ ngày mùng 9 tháng 9 là 2.756 cm, cao hơn báo động 3 là 56 cm. Người dân sinh sống ở hai bên sông cầu kể từ sau trận lũ lịch sử vào năm 2001 cho đến nay, chưa bao giờ mực nước sông cầu lại dâng cao như hiện tại. Tại khu vực trung cư tiến bộ, lúc 5 giờ 40 ngày 9 tháng 9, nhiều ô tô chìm trong biển nước. Mực nước sông cầu dâng cao gây ngập toàn bộ khu vực xung quanh trung cư tiến bộ. Một phần móng nhà của tòa A3 đã bị hở, nguy cơ mất an toàn cao. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ban Quản lý Trung cư đã cắt điện toàn bộ tòa nhà đồng thời cùng với lực lượng chức năng của thành phố, phường Hoàng Văn Thụ hỗ trợ di rời 50 hộ dân đến nơi an toàn. Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông cầu tiếp tục lên, nguy cơ gây lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương trong tỉnh Thái Nguyên như Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên.